Như người nói đây thực sự là tin vui lớn cho người Việt ở tại San Jose nói riêng. Bởi lý do là giấc mơ của cộng đồng người Việt thành sự thật với nơi được gọi là nhà chính thức ra đời. Theo như bà Lê Giám đốc Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ gọi tắt là VASC. Nói như vậy trong ngày khai trương vào ngày 10 tháng 4 vừa qua tại San Jose ở miền Bắc Cali từ hơn 10 giờ sáng thì khoảng sân rất rộng trước tòa nhà VASC có diện tích là 37.000 square feet. Đông đảo bà con không chỉ người gốc Việt mà còn nhiều sắc dân khác có mặt để tham dự lễ khai trường. Đúng 11 giờ buổi lễ khánh thành VASC diễn ra với sự hiện diện của các giới chức như Thượng nghị sĩ Cali Dave, đại diện cho địa hạt số 15, giám sát viên Santa Clara County, bà Cindy, Địa hạt 2, nữ dân biểu trừ, giám đốc điều hành Santa Clara County. Giám sát viên Cindy, người có công thúc đẩy công việc xây dựng và chứng kiến sự hình thành trung tâm này suốt 10 năm qua. Phát biểu chúng tôi vinh hạnh có mặt trong ngày hôm nay, ngày khánh thành VASC trong tháng 4. Tháng có sự kiện buồn của Việt Nam Cộng Hòa nhưng chính trung tâm này sẽ là minh chứng cho sự phục hồi và đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Trung tâm là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, sức mạnh của sự cam kết của cộng đồng giám sát Santa Clara County. Khi tuyên thầy nhậm chức vào tháng 8 năm 2013, giám sát viên đã khởi xướng chương trình nối kết với cộng đồng và đề ra kế hoạch hoạt động của một trung tâm phục vụ cộng đồng đa dịch vụ, chính là VASC ngày nay. Nơi đây là nơi đầu tiên trên toàn quốc hoạt động theo mô hình trung tâm cung cấp đa dịch vụ, phục vụ người Mỹ gốc Việt nó riêng, thể hiện sự cam kết của quận hạt phù hợp với văn hóa hội nhập và đồng cảm đặt trọng tâm vào khách hàng không phải bên cung cấp dịch vụ. Trong lời phát biểu của mình, Thượng nghị sĩ Kelly Jeff cho biết ông rất vui vì trung tâm này phục vụ được cho mọi cư dân, không chỉ là người Mỹ gốc Việt mà thôi. Chúng ta đã vượt qua mọi trở ngại về văn hóa Ông nói như vậy Theo như bà Lê thì mục đích của trung tâm đó là kết nối cộng đồng với những dịch vụ cần thiết tại quận hạt Bằng cách cùng làm việc với các cơ quan khác nhau Mang những dịch vụ quan trọng của quận hạt đến tại trung tâm Để phục vụ cho cộng đồng một cách tiện lợi và hữu hiệu nhất Mô hình trung tâm cung cấp đa dịch vụ VASC có các dịch vụ như là chương trình dinh dưỡng cho người cao niên Trước mắt cung cấp mỗi ngày 500 suất ăn, chăm sóc sức khỏe cho người cao niên, dịch vụ nha khoa khám sức khỏe trích ngừa, dịch vụ hỗ trợ về điều kiện và bảo hiểm y tế, những dịch vụ chuyên khoa các dịch vụ cho trẻ em và đặc biệt có dịch vụ sức khỏe tâm thần. Sau đại dịch coronavirus, số cô bác lớn tuổi lâm vào tình cảm cô đơn và gặp các vấn đề về tâm thần khá là nhiều. Theo như bà Vân, là chuyên viên sức khỏe làm việc tại cơ quan sức khỏe tâm trí tâm thần ở quận hạt Santa Clara chia sẻ chính vì thế sự ra đời của VSC rất có ý nghĩa khi mọi người có nơi để hàng ngày đến lấy thức ăn gặp gỡ làm quen và được gặp gỡ và giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống của mình ngoài ra VSC còn là nơi cho người Mỹ gốc Việt đến để được tư vấn cho các nạn nhân hành gia đình các vị cao niên có thể đến đây để mà tập thể dục tập yoga và là nơi sinh hoạt của thanh thiếu niên cũng như là tổ chức các hoạt động của cộng đồng. Một chia sẻ của đồng hương gốc Việt chúng ta nói rằng nhà tôi ở San Jose, từ nhà ra đây chỉ khoảng 10 phút lái xe mà thôi, nên rất vui khi trung tâm chính thức khai trương với nhiều dịch vụ hữu ích. Bà Lính Trần chia sẻ tuổi già như chúng tôi đôi khi cảm thấy cô đơn khi con cái trưởng thành ra riêng hết, càng già lại càng yếu nên có các cô ở đây giúp đỡ thật là sướng và thật là thoải mái và tinh thần. Định cư Mỹ, nhiều người gốc Việt chúng ta vẫn lóng ngóng không biết định cư và sống bằng nghề gì. Thực sự quanh cuộc sống của chúng ta rất có nhiều nghề để mà chúng ta có thể kiếm ra tiền phục vụ cho đời sống của chúng ta ở đất Mỹ này. Đặc biệt ở khu mà đông cộng đồng người Việt chúng ta sinh sống ở khu Lido, Sài Gòn. Nói về ngành công nghiệp sản xuất giày giáp khiến cho nghề thủ công đóng giày cũng như là sửa giày đã trở nên mai một dần hơn. Nhưng ở Lido, Sài Gòn thì vẫn có cửa tiệm về nghề này còn tồn tại và thậm chí là vẫn ăn nên làm ra hàng ngày. Ở những tiệm này thì người thợ không chỉ biết sửa giày đóng giày mà còn phải tự nâng cao tay nghề, sửa được rất nhiều thứ đồ bằng da khác như là thắt lưng, vali, túi sách, áo da, vân vân. Đa số khách đóng giày là khách nam, tuy ngày nay không có nhiều người đóng giày, nhưng thi thoảng cũng có những ông đặt đóng một lúc tới 10 đôi, giá mỗi đôi là 250 đô la Mỹ. Giày đóng vừa với chân mà lại bền, đi hàng chục năm không hỏng. tùy giá có hơi cao hơn một chút so với giày mua ở ngoài store. Còn sửa giày thì khách mang tới vài ba đôi, có người mang một lúc từ 9 đến 10 đôi đó là chuyện bình thường chủ yếu là làm đế mới, bọc đế cũng có khi phải biến từ đến đế thấp sang đế cao, rồi khâu dán lại quay. Bà Hằng Nguyễn chủ tiệm ở tường so repair ở góc đường Ruthhurst với Bonsa, Westminster cho biết như vậy. Ở trong tiệm của bà thì bên cạnh các máy móc đóng giày và sửa giày thì có hàng loạt các giá treo các túi sách hiệu mà khách mang đến để mà sửa chữa. Chúng tôi xuất phát là tiệm sửa giày nhưng cuối cùng nhờ sửa túi sách, áo da và chúng tôi tồn tại cho đến bây giờ, bà Hằng giải thích. Mỗi đôi giày chúng tôi cặm cụi sửa có khi mất vài tiếng đồng hồ mới xong mà chỉ lấy được chừng 10 đô cho đến 15 đô của khách thì làm sao mà đủ trả tiền thuê nhà, tiền vật liệu, tiền thợ. Trong khi sửa một cái túi sách ra, tiền công có thể lên đến 200 đô la Mỹ, bà cho biết thêm. Chính vì vậy mà trong tiệm của bà thường thì có hai thợ một người gốc Mexico chuyên sửa giày và một người Mỹ trắng sửa túi ví áo da. Mặc dù là không nói được tiếng Anh nhưng bà vẫn ra dấu để giao tiếp và cả hai thợ đều đã gắn bó với bà hàng chục năm trời. Và chia sẻ kỹ thuật sửa túi sách bóp da, áo da thì khó hơn nhiều so với sửa giày. đòi hỏi thợ phải có tay nghề giỏi và nhiều thứ mới mẻ như là pha màu, nhuộm màu, cắt, may, khâu da cao cấp, tháo lắp phụ kiện cho túi sách phụ kiện dùng để thay thế và sửa chữa túi sách cũng mắc và khó tìm hơn nhiều so với sửa chữa giày dép. Cho nên không phải là dễ gì một người thợ chuyên về giày dép có thể làm được. Thợ sửa túi sách phải có kinh nghiệm lâu năm về kỹ thuật pha màu, kỹ thuật khâu may, ngoài ra phải có đầu óc sáng tạo, tỉ mỉ, khéo léo, làm có tâm mới được. Những người thợ như thế này không có nhiều vì hiện nay không có trường nào dạy chính thức về nghề sửa thời trang đồ da cao cấp. Đa số, đó là thợ họ tự làm, tự học theo kiểu nghề dạy nghề mà thôi. Cho nên có được một người thợ khéo tay và tận tâm đó là một cái duyên, cái phước. Mình phải đối xử tốt, rộng rãi với thợ, trả công cho họ xứng đáng thì mới giữ chân thợ được. Mỗi ngày tiền công thợ tay nghề cao tôi trả không dưới 200 đô la Mỹ. Ngoài ra tôi còn thêm tiền tiếp bà khẳng định. Nói về những khó khăn trong nghề này bà Hằng cho biết có khách rất dễ tính nhưng cũng có khách họ rất kỹ không ưng ý một chữ thôi là người ta bắt đền, bắt vạ. Cái túi có giá cả ngàn đô la chứ không ít nên phải rất cẩn thận. Nhắm làm được mới nhận, không làm được thì từ chối ngay, không dám làm liều. Rồi không phải lúc nào cũng có thợ mà làm, đôi khi thợ làm 3 ngày là người ta thấy đủ xài rồi, họ không muốn làm mình cũng không ép được. Mỗi khách hàng mang tới mỗi loại túi, mỗi hiệu khác nhau, chất liệu da khác nhau, màu sắc khác nhau, rồi mỗi cái hỏng một kiểu vì vậy cũng có lúc bà hằng gặp phải những case khó có khi là không sửa được phải trả lại cho khách hàng bà kể lại là có cái không tìm được phụ kiện hay là màu da cùng loại như vậy thì mình phải sáng tác ra miếng vá chẳng hạn như là gặp cái áo da bị rách một miếng mình phải vá một miếng da màu khác lên nhưng phải thiết kế sao cho miếng vá thật là tự nhiên độc đáo nhìn vào tưởng là không phải vá mà là một sáng tạo tô điểm thêm cho cái áo khi đó khách mới thích chỉ tay vào cái vali nhỏ hiệu LV bà nói thêm Mỗi lần phải đi ra như vậy thì phải hỏi ý kiến khách có chịu hay không rồi mới làm Nếu khách không ưng thì đành chịu Như là cái vali hiệu LV này có bị hỏng bánh xe và sờn quay sách Phần quay thì sửa được Nhưng phần bánh xe thì hai tháng nay tôi không tìm được phụ kiện thay thế Nên đành phải trả lại cho khách hàng Bà tự tin cho rằng thời chỗ chúng tôi có tay nghề từ 15 cho đến 20 năm nên Chúng tôi không sửa được thì chắc cũng khó mà có chỗ nào khác ở vùng này sửa được. Quả thật như là lời chị Trà My cư dân của Anaheim cho biết. Tôi đem thứ sách Gucci bị sức quay tới cửa tiệm Gucci để họ sửa mà họ không nhận. Họ nói là cửa hàng chỉ bán đồ mới chứ không sửa đồ cũ. Muốn sửa phải gửi đi tới trung tâm có chuyên môn, có thể mất cả trăm đô la. Tình cờ tìm trên mạng ra chỗ này tôi mang tới sửa, không ngờ chỉ mất có 10 đô la Mỹ. Tôi mừng quá tiếp cho họ 20 đô la luôn. Bích Phương, cư dân từ Thurston mang theo một chiếc túi hiệu Channel tới để mà sửa sang và làm mới cho biết tôi thường hay mua túi sách Bob Valley hiệu LV Channel loại đã qua sử dụng sau đó đem đi sửa hoặc là vệ sinh sạch sẽ rồi bán lại mặc dù là có khi tiền công sửa và vệ sinh một cái túi tới 300 đô la nhưng túi sẽ trông mới đẹp hẳn ra nhờ đó mình cũng dễ bán và có lời nhiều vì thế giá sửa tuy có cao nhưng cũng chấp nhận được trong số những chiếc túi mà chị Phương mang tới sửa có cái còn nguyên hình dáng chỉ cần đánh cho bóng đẹp sạch sẽ. Có cái thì bị chảy xước hoặc là đứt phải khâu lại. Có cái thì phải thay nguyên lớp vải lót bên trong vì nó bị lem bẩn. chỉ cho hay thì túi hiệu chất liệu da của nó bền đẹp lắm. Ít khi chóc hay là da hay là sờn rách. Chỉ có cái phụ như là quai sách. Lớp lót bị rách, chảy xước, lem bẩn thì phải sửa hoặc là thay. Nếu mình mua túi còn đẹp không phải sửa thì cả giá mua thường là rất là cao bán ra không có lời. Chính những uh, túi sách bị dơ bẩn, bị sợn, bị lỗi gì đó thì người ta mới chịu bán rẻ cho mình. Mình mới có cơ hội bán kiếm lời nhiều. Nhưng vấn đề quan trọng là mình phải có chỗ sửa giỏi, làm uy tín. Chứ cái túi trị giá mấy ngàn đô la mà lỡ kiếm phải chỗ thợ non tay nghề, sửa xấu, không khớp màu, không đúng loại da thì không bán được và lỗ vốn luôn, chị Phương nói thêm. Một tay cầm chiếc túi channel màu đỏ, một tay đổ vài giọt sơn cùng màu ra khay, và chủ tiệm tường sửa Repair vừa làm vừa giải thích. Như cái túi này không bị sơn rách gì cả, tương đối sạch sẽ, chỉ có cái là bốn góc bị xỉn màu một chút xíu. Để túi trông mới sạch hơn, tôi lau bằng dung dịch chuyên dụng cho loại da này và dặm loại màu và ở các góc mà thôi. Điều quan trọng là pha màu sơn làm sao cho khớp đúng với màu sẵn có của túi và sơn dặm phải khéo léo để nhìn vô là không phân biệt rõ được màu cũ với màu mới. Tiền công là 50 đô la Mỹ. Nhưng chúng tôi mất khoảng 30 đô la tiền vật tư rồi vì đây là vật liệu cho loại da cao cấp, giá rất là mắc. Nhưng tính ra vẫn có ăn hơn là sửa giày. Bà giải thích thêm. Không chỉ có khách xài đồ hiệu cả ngàn đô la mới đem đồ đi sửa. Bà Phước Lê, 68 tuổi, ở Fountain Valley cho biết Cái bóp của tôi chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng tôi chỉ ưng có cái bóp đó đi đâu đó đựng đồ rất là khéo, vừa vặn, tôi rất là thích nên vẫn mang đi sửa dù là tiền sửa cũng gần bằng tiền mua mới. Không chỉ có khách hàng ở quanh vùng Orange County mà khách ở xa cũng tìm đến Bà hạnh cao ở thành phố Mission. Vì ấy hầu cách khu bố xa hơn một tiếng lái xe, cũng tới đây vì bà cho biết là bà không rành tiếng Anh để mà sửa tiệm trên chỗ của bà. Và quen sửa tiệm này rồi, trên tay cầm chiếc túi hiệu Hermes thuộc bộ sưu tập Kelly màu đỏ đậm, bà hạnh khoa. Cái túi này em tôi xài đã 10 năm rồi, Giờ là vừa bán được giá là 7.000 đô la Mỹ cho một tiệm của người Mỹ nhưng tôi hứa với họ là tôi sẽ đi vệ sinh sạch sẽ trước khi giao hàng cho họ. Vì thế mà tôi đã xuống đây. Bằng cho biết nhiều ca sĩ diễn viên ở Little Sài Gòn tìm tới tiệm của bà để nhờ chăm sóc cho những đôi giày túi hiệu của họ. Có người mang một lúc cả chục cái túi và giày dép để mà vệ sinh, sửa sang một thẻ. Bởi vì họ không có thời gian nhiều sau mỗi chuyến đi diễn. Ngoài việc kiếm thu nhập từ tiền sửa đồ ra và hàng còn tiết lộ, cũng có lúc khách người ta chán mẫu túi đó rồi hoặc là họ đang lúc cần tiền họ mang tới tiệm bán luôn. Thấy giá tốt tôi cũng bỏ tiền ra mua rồi vệ sinh sửa sang lại bán kiếm lời. Khách hàng họ tin tưởng mua túi tại chỗ chúng tôi hơn là mua chỗ khác. Vì người ta biết mình là dân sửa túi nên không thể mua lầm hàng nhái được. Gắn bó gần cả chục năm trời với tiệm sửa giày và hàng tự tin kết luận. Nhìn chung thì làm nghề này nếu chịu khó tư duy sáng tạo, khéo léo để mà có thể sửa bất kỳ món đồ ra nào không chỉ giày da mà tất cả các loại đồ thời trang da, từ vệ sinh, thay quai, sửa khóa tới nhuộm màu mới, đều phải làm được thì vẫn có khách, vẫn sống được với nghề. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng